Alo, Alo, xin mời. được em Cần giới thiệu thì chị cũng xin kể về câu chuyện sử dụng sản phẩm của mình. Nói chung, mình là Hương ở Đắk Lắk, năm nay 50 tuổi, 49 tuổi. Và biết đến CBG cũng được 20 ngày rồi. Và sử dụng sản phẩm Simiri thì thấy rất là tuyệt vời. Qua câu chuyện như thế này để kể cho mọi người thấy là Hương là một người có cái bệnh táo bón rất rất là lâu rồi, phải nói là đến hàng mấy chục năm rồi. Nhưng mà cái táo bón của Hương là đã dùng rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà cũng thấy không hiệu quả lắm. Và có lần thì Hương đã bị mổ vì tắc ruột, đó là do nguyên nhân táo bón. Bình thường thì Hương đi cầu, nếu như là bình thường thì phải 3-4 ngày mới đi cầu được, nhưng mà có khi là phải đến 1 tuần hoặc hơn. Và cái đợt mà bị táo bón đi mổ tắc ruột đó là phải táo bón đến 15 ngày không đi cầu được, cho nên là phải đi viện mổ. Và khi đi viện mổ tắc ruột thì đến bệnh viện là chẩn đoán, khi đó là tắc ruột là buồng trứng to rồi, mà đến bệnh viện họ chẩn đoán là bị có chữa ngoài dạ con, mà cho thử thai đi, thử thai lại 4-5 lần vẫn kết luận là có thai ngoài dạ con, cho nằm ở bệnh viện huyện từ 12 giờ trưa, tức là ở nhà tắc ruột là từ sáng đến 12 giờ trưa mới đi cấp cứu. Bệnh viện huyện xuống bệnh viện huyện nằm từ 12 giờ cho đến 7 giờ tối, bụng càng ngày càng trướng to như cái trống và đau không chịu nổi. Thế là người nhà mới yêu cầu là chuyển lên tuyến trên. Chuyển lên tuyến trên thì ôm nguyên cái bệnh án là có chữa ngoài dạ con vào bệnh viện tuyến trên, lại cho vào nằm ở khoa sản thử thai tiếp. Và khi đó người là mệt lả rồi, không ấy được nữa, không biết gì nữa thì bệnh viện mới hội chẩn. Bệnh viện hội chẩn thì khi đó là hội chẩn là tắc ruột và cho đi mổ. Khi lên bàn mổ thì có nghĩa là cái cơ hội, bác sĩ bảo là cái cơ hội sống chỉ còn 30-70, tức là cơ hội sống là 30 đấy. Và gọi người nhà vào hỏi có đồng ý mổ thì ký vào hồ sơ, ký vào bệnh án. Người nhà ký vào bệnh án thì mổ xong thì nói chung là khi đó là sức khỏe nó yếu quá rồi, phải nằm phòng hậu phẫu 2 ngày và sau đó chuyển về khoa cấp cứu nằm thêm 10 ngày và sức khỏe rất là yếu. Và khi đó là do táo bón để lâu quá cho nên là sức khỏe yếu nữa. Thế là từ đó trở đi là về Hương vẫn sử dụng các cái sản phẩm mà trong nước, Đông Tây đều sử dụng cả nhưng mà vẫn không có hiệu quả. Thế là cái cơ duyên mà được bà Bích là người nhà giới thiệu đến sản phẩm CBD thì sử dụng một ngày, là đầu tiên là Hương cảm nhận được sản phẩm rất là tốt, là đi cầu được ngay. Và từ đó đến nay là hàng ngày vẫn đi cầu bình thường. Và Hương thấy cái sản phẩm CBD này đúng là tuyệt vời. Người ta thì cảm thấy mừng vì được tiền bạc, nhưng mà Hương cảm thấy mừng vì gặp được sản phẩm tốt. Và từ đó trở đi là Hương tin hoàn toàn vào sản phẩm, và bây giờ Hương quyết định sẽ sử dụng sản phẩm CBD này có lẽ là suốt đời. Vâng, rất là tuyệt vời. Bây giờ là thông rồi đúng không ạ? Lý bí gặp lý thông là thông ngay rồi đúng không Bây giờ là thông ạ? Rồi, khi mà lý bí đã gặp lý thông thì rồi. chắc chắn là ok rồi. Anh Khắc Sơn có muốn giao lưu không ạ? Vâng, mời anh Khắc Sơn ạ. Anh chia sẻ cho mọi người 1-2 phút ạ. Xin mời anh Sơn. Vâng, xin chào Tùng Linh và chào anh em trên chân dung. Dạ vâng. Anh là Nguyễn Khắc Sơn, anh làm bên nghề y, làm bác sĩ. Vâng. Bản thân anh làm bác sĩ cho vợ anh cũng nó bị viêm xoang mãn tính nhiều năm. Anh cũng đã trị tây y cũng là nhiều lần rồi, tây y hiệu quả cũng tạm thời thôi, rồi anh lại chuyển sang đông y. Đông y rồi cũng cùng cái tạm thời nó cũng ổn. Thế tình cờ là anh gặp
anh Trần Ngọc Tám, thì anh em đúng không, anh Trần Ngọc Tám anh làm lên Siberia, anh kể thế anh bảo là thế thì đặt chạy luôn, anh về một sản phẩm có hiệu quả là anh chia sẻ cho người khác, còn trường mặt thì anh mua cho vợ đó. Thế thì dùng bên đây là cũng phải 3 tháng rồi đấy. Vâng. Khoảng 1-2 tháng đầu thì vợ cũng cảm thấy là bí quan, cảm thấy là cũng như cả cái đợt trước cũng không ăn thua, dịch mùi là hỏng là đếm rồi hó thì ra rất nhiều. Rồi, thế là anh nói anh Tám rồi thì anh Tám là thích kiên trì đi, không được gì. Rồi, thế là tôi đào thải là nó tốt đấy. Thì anh đi tin tưởng nhưng vợ thì cũng cảm thấy là chưa tin tưởng lắm anh ơi, nhưng mà quyết tâm khuyên vợ để dùng. Đến hôm nay thì hiệu quả là rất khả quan rồi, hôm nay thì khoảng 70% thôi. Đấy, nên nó là cái tinh thần này, cảm thấy thoải mái. Thế nên là anh cũng kể ra đây để anh em biết được. Thì bản thân anh thì cũng trải nghiệm rồi mà cũng đã có nhiều người đứng gần trải nghiệm sản phẩm. Vâng, rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn anh Nguyễn Khắc Sơn. Chắc chắn rằng là cái